Chiều tối 29 tháng 10, fashion show của nhà thiết kế Lê Long Dũng và nhà thiết kế Thư Nguyễn An Kha tổ chức đã trở thành sự kiện tâm điểm của showbiz và giới yêu thời trang. Thảm đỏ show diễn quy tụ dàn sao gồm các hoa hậu, á hậu và loạt sao đình đám như Đoàn Thị Ngân, Hương Ly, Thủy Tiên, Minh Kiên, Thạch Thu Thảo, Thanh Thanh Huyền, Lệ Nam, Bé Uyên. Mới đây, show diễn Golden Era kỷ niệm 10 năm làm nghề của nhà thiết kế Lê Long Dũng chính thức diễn ra với sự góp mặt của nhiều hoa hậu, á hậu. Ở fashion show đầy cảm xúc này, nhà thiết kế trình làng 3 bộ sưu tập với 3 phong cách khác nhau trong hơn 90 mẫu thiết kế. Golden Era by Lê Long Dũng được giới thiệu trên sàn runway dài 25m với sự tham gia của hơn 500 khách mời, trong đó có đến gần 100 hoa hậu, á hậu, siêu mẫu, người mẫu cùng nhau trình diễn. Điểm nhấn của show diễn là các thiết kế được lấy cảm hứng từ các quân cờ trong bàn cờ vua. 10 thiết kế đặc biệt nhất được trình diễn bởi các hoa hậu, á hậu, người mẫu: Vũ Thu Phương, Mô Thủy, Kim Duyên, Lệ Hằng, Ngọc Châu, Thủy Tiên, Hương Ly, Khánh Vân, Phương Khánh và Đoàn Thị Ngân. Các thiết kế mang hơi hướng haute couture, thời trang cao cấp, được lấy cảm hứng từ các quân cờ trong bàn cờ vua, được thiết kế cầu kỳ qua form dáng với chất liệu độc đáo.
play with fire. I'm not afraid to
Cảm ơn bạn đã xem tin Hotbot trên kênh YouTube Lavion. Hãy nhấn like để lại bình luận và chia sẻ nếu bạn thích video này. Và đừng quên subscribe cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung săn sao, sôi sao mới nhất nhé.